Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Choáng, 8 kỷ lục nhận hối lộ hài gốc nhất trong phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu. Tài năng diễn xuất như sao hàng A, có phúc cùng hưởng, có họa đồn đẩy nhau. Thưa quý vị, quá trớ trơ và ngạc nhiên, sau khi phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu đã để lại trong lòng người dân những dấu ấn khó quên. rồi đứng trước vành móng ngựa và loạt bằng chứng phạm tội đầy đủ, rõ ràng, nhưng từ lãnh đạo đến cán bộ ban ngành Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế vẫn cãi chảy cãi cối, tìm đủ cách để phủi sạch tội trạng. Người thì bình thản như chưa có chuyện gì, bảo vợ con chuẩn bị 3 tỷ tiền mặt đi du lịch nghỉ dưỡng, ăn chơi xả láng trước khi hậu tòa. Người thì không ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc, đổ lỗi cho trời xui đến khiến số đen. Người thì nhận nhiều quá, không nhớ bao nhiêu lần, tòa quyết sao thì tôi nhận vậy, không một lời báo chữa. Còn có người thì cãi tay đôi với tòa, lý luận quanh co rồi vẽ đủ chuyện, dàn dựng tình tiết có lợi cho bản thân, nhưng rồi cũng cứng họng. Người thì rung rẩy khóc lóc, kể lể lấy cả gia đình, hoàn cảnh con cái ra để bám víu, hòng thoát tội, vân vân và mây mây. Đủ chiêu lắm trò, nhưng làm sao có mắt được hội đồng xét xử và qua mặt được bản dân thiên hạ. Và cái kết cho những vị quan tham này chính là bản án thích đáng. Ngay sau đây, cùng điểm qua những gương mặt vàng trong làng dễ xuất của phi vụ nhận hối lộ chuyến bay giải cứu thời nào. Thưa quý vị, kỷ lục đầu tiên là người kém hiểu biết về luật nhất. Đó là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, 37 lần nhận tiền với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ nghĩ rằng là quà cảm ơn chứ không hề ý thức được đây là nhận hối lộ. Thản nhiên trả lời nhận tiền là vì quá nể nang trên dưới. Kỷ lục tiếp theo là người hay quên nhất. Đó là Tổng Giám đốc Công ty An Bình, Bà Hoàng Diệu Mơ khi khai với tòa rằng lần đầu tiên đưa hối lộ cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ông này nói lần sau không được đưa nữa, nhưng bà Mơ lại quên đi điều đó, lần sau vẫn cứ đưa tiền đều đặn, và ông Dũng thì vẫn cứ nhét túi đầy đủ và nhận tổng cộng thêm có 7 lần. Kỷ lục thứ ba người nhận hối lộ để làm việc có ý nghĩa nhất. Đó là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khai rằng, bị cáo nhận thức đây là tiền của doanh nghiệp, không phải là của ngân sách nhà nước nên đã nhận. Trước tòa, bị cáo khai từng có ý định trả lại tiền cho doanh nghiệp, nhưng không kịp vì quá thời hạn. Sau khi giữ lại tiền nhận hối lộ của cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nói sử dụng vào những việc có ý nghĩa, nhưng đến nay chưa khai rõ việc ý nghĩa đó là gì. Kỷ lục thứ tư, chuyên gia đầu sành sỏi nhất, đó chính là cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ 253 lần, tổng hơn 42 tỷ đồng từ 18 cá nhân, đại diện doanh nghiệp và 62 đoàn khách lẻ. Sau khi nhận tiền, bị cáo đưa một ít cho người thân ở Thái Bình vay. Còn lại, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế đem đầu tư bất động sản ở Ba Vì, Mũi Né, Hoài Đức quá khủng khiếp. Kỷ lục thứ năm là người thích tình cảm nhất, đó là bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, 51 tuổi, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn G19 Việt Nam, khai với tỏa rằng ra trước vành máu ngựa mới biết đưa quả tình cảm là hối lộ. Kỷ lục thứ sáu, người sòng phẳng nhất, đó là Đào Minh Dương, cựu giám đốc công ty cổ phần Vinasun, trong một lần tổ chức chuyến bay giải cứu đưa người dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Angola về nước. Bị cáo đã tìm đến ông Vũ Ngọc Minh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Angola để nhờ giúp đỡ. Ông Minh đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục cắt hạ cánh tại Angola, chơi sòng phẳng đếm đầu người, mỗi vé máy bay cho một người phải nộp cho đại sứ 3 triệu đồng. Công ty của Dương đã tổ chức chuyến bay đưa 298 công dân về nước và nhân ba lên đưa cho mình hơn 800 triệu đồng. Kỷ lục thứ bảy, người có trí nhớ kém nhất, đó là ông Chu Xuân Dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nói với tòa là không nhớ được tiền hối lộ nhận là bao nhiêu và thông thả gật đầu chấp nhận con số 800 triệu đồng và 54.000 đô la theo cáo buộc của cơ quan điều tra. Ngoài ra, còn có những gương mặt diễn viên gạo cội khác. nhưng màn diễn xuất tỉnh bơ trước phiên tòa của bị cáo Hoàng Văn Hưng khiến đông đảo người dân chú ý và quan tâm bởi những lý lẽ đưa ra quá thuyết phục nhưng cuối cùng lại cứng họng vì loạt bằng chứng. Khi luận tội, đại diện viên kiểm sát khẳng định bị cáo Hưng có hành vi lừa đảo Trại án cho hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky và Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky, không bị xử lý hình sự. Qua đó, bị cáo Hưng chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Hưng bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đang nói, tranh luật tại phiên tòa, bị cáo Hưng nhất quyết không nhận tội và lấy đủ lý lẽ để dàn dựng lại một câu chuyện có lợi cho mình, hòng thoát sạch tội trạng. Trong phía đại diện viện kiểm sát, tính cháo trở của bị cáo Hưng còn thể hiện ở chỗ bị cáo chỉ khai báo nhỏ giọt trước khi cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng không thể chối cãi. Cụ thể, bị cáo Hưng bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2023 và không khai báo gì. Đến khi cơ quan điều tra cho biết có video nhận cặp, thì bị cáo Hưng mới vội vàng khai có nhận từ bị cáo Tuấn một chiếc cặp bên trong bốn chai rượu vang chứ không phải tiền hay đô la Mỹ. Rồi đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, khi đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Hưng mới thừa nhận cầm bảy bản tự khai của bị cáo Hằng mang về nhà. Về việc bị cáo Hưng cho rằng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cùng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn thống nhất khai báo theo hướng đổ tội cho anh, đại diện viện kiểm sát cũng khẳng định không có căn cứ. Đại diện viện kiểm sát phân tích bị cáo Lê Hồng Sơn bị bắt ngày 8 tháng 12 năm 2022 và giam tại B34 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị bắt ngày 28 tháng 12 năm 2022 và giam tại trại B14 ở Hà Nội. Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị khởi tố ngày 11 tháng 1 năm 2023. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng bị khởi tố ngày 29 tháng 3 năm 2023 và được tại ngoại. Thời điểm bắt khác nhau, giam tại nhiều địa điểm khác nhau. Tuy nhiên các bị cáo Tuấn, Hằng và Sơn đều khai giống nhau về hành vi của bị cáo Hưng. Suốt quá trình điều tra, cả ba bị cáo Tuấn, Hằng và Sơn đều không được tiếp xúc riêng với luật sư. Gia đình cũng không được tham gặp nhằm đảm bảo không lộ lọt thông tin từ bên ngoài nên lời khai của ba bị cáo là khách quan vì vậy dùng lời khai của ba bị cáo tuấn hằng và sơn để chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo hưng là đúng tại diện viện kiểm sát đối đáp nóng từ tù đăng thế kêu oan suốt 17 năm tố bị mớm cung nhân chính cố tình rửa hận đắp lắp phẫn uất luật sư sắc lạnh đòi thả tự do và vẫn ba lần tuyên án tử bất chấp dư luận thưa quý vị nếu án oan của hồ duy hải đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết thì tù nhân tưởng đang thế cũng khốn cùng không kém. Suốt 17 năm kể từ khi bị bắt vô cớ đến dồn cục nhận tội, chàng thanh niên chôn vùi tuổi trẻ trong nhà tù, dùng hết sức bình sinh để gào thét oan sai, nhưng tòa vẫn không thấu. Mới đây, phiên xét xử lần thứ ba đã diễn ra nhưng lại được xử kín, không cho bất cứ người dân nào vào dự. Trong khi bị cáo và luật sư đưa ra vô số chứng cứ vô tội, nhưng tòa vẫn cương quyết bỏ qua và giữ nguyên bản án ban đầu. Khiếp nhất là nhân chính duy nhất tố cáo lại mặt vô âm tín, lời khai thay đổi liên tục vẫn được tòa tin đến nay không còn là Đắk lắc bức xúc mà đã lan ra toàn quốc về vụ án kinh thiên này. Nạn nhân là cô gái trẻ xấu số, nhưng án oan của tưởng đăng thế còn dối như tơ vò. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Những ngày qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc lại một lần nữa đưa ra xét xử bị cáo tưởng đăng thế, 45 tuổi, người kêu oan 17 năm về tội tiết người. Lần đầu tiên, phiên tòa kéo dài xuyên trưa và quá trình tranh luận khá gai gắt giữa bị cáo luật sư với đại diện Viện Kiểm sát nhân chứng trực tiếp. Tiện trường vụ kêu oan 17 năm bị đảo lộn. Nội dung vụ án thể hiện khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2006, bà Nguyễn Thị Liên phát hiện con gái sinh năm 1993 qua đời cách nhà 50 m Bà đưa đi cấp cứu, nhưng con đã không qua khỏi vào 23 giờ đêm cùng ngày. Ngay trong đêm, công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã kêu gọi quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, rồi thu nhận được hàng chục lá thư, trong đó có một người chỉ đích danh Thế Tùng, tức tưởng đang thế là hung thủ. Ngay lập tức, anh Thế bị công an triệu tập cùng nhiều người có dấu hiệu nghi vấn khác. Chỉ một ngày sau, anh Thế bất ngờ thừa nhận mình là hung thủ. Công an đã lập biên bản đầu thú, ghi lời khai và yêu cầu Thế viết bản tường trình. Vụ án được giải quyết với việc bắt được hung thủ, đặc biệt chính hung thủ thừa nhận các hành vi phạm tội của mình, phù hợp với nhiều tình tiết dấu hiệu có tại hiện trường. Tuy nhiên, từ giai đoạn có luật sư chỉ định, kiểm sát viên tham gia xét hỏi và ở tất cả các phiên tòa sau này, Thế đều một mực kêu an mình không tiến người. Không chỉ vậy, hồ sơ thể hiện Thế có 12 lời khai thì có 7 lời khai giai đoạn đầu, nhận tội và 5 lời khai không nhận tội, đối với năm lời khai không nhận tội bắt đầu từ khi có luật sư, kiểm sát viên tham gia. Thế cho rằng, các lời thừa nhận mà tường trình là do thế bị các điều tra viên hỏi cũng bất thường phải làm theo, vì sợ bị đi luôn. Sau đó, tòa tuyên thế tù trung thân để tiếp tục điều tra. Khiếp thay, sau khi điều tra lại, kết luận điều tra cho rằng, ngày 12 tháng 4 năm 2006, cán bộ quản giáo thấy thế có nhiều vết bầm ở vai lưng và đầu gối nên đăng lập biên bản. Tại biên bản này, thế khai là bị cán bộ điều tra tặng quà Báo cáo này của quản giáo có trong hồ sơ vụ án nhưng chỉ là bản photo nên không có cơ sở để xác minh. Khi đã chấp hành án, thế vẫn một mực kêu oan, đồng thời đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Đến nay, hai cấp tòa chưa làm rõ các mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo và nhân chứng chính vì lúc hai thế này, khi khai thế khác. Còn theo kết quả điều tra của công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2006, thế nhậu với một số người trong thôn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thế chở ông Trần Đình Cát về và ngủ lại nhà ông này. Khoảng 14 giờ Thế tỉnh dậy và nảy sinh ý định trộm cắp. Vì biết gia đình bên cạnh cha mẹ nạn nhân mới bán bắp nên có tiền. Thế đi bộ từ nhà ông cát lẻn vào nhà định trộm thì bị cô con gái phát hiện nên Thế đưa cô gái ra phía sau vườn cà phê cách nhà khoảng 50 m Gây án xong, Thế về nhà ông cát ngủ tiếp. Tối cùng ngày và sáng hôm sau, Thế vẫn đến đám tang nạn nhân và vẫn chơi đánh bài thắng được 60.000 đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những ẩn khuất của vụ án này trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón xem.